Hello tất cả anh em nha. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series mà mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái giao án mình muốn gửi đến cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em một bộ bài về format standard. Đó là bộ bài về Decidueye kết hợp với là Interlong nha. Và điểm quan trọng nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, bộ bài của chúng ta sẽ sử dụng một em Snorlax. Cái này có ability ấy, là khi mà ở active, bạn có thể sử dụng ability này bốc đủ 7 lá trên tay và kết thúc lượt. Đấy. Mình sử dụng em này lúc đầu trận hoặc là lúc nào cảm thấy không có bài để bốc ấy, thì xài em này. Đấy. Tiếp theo thì là roulette với ability là khi bạn sử dụng Bird Keeper ấy, thì đồ đánh kiếm này sẽ không cần tốn năng lượng. Và với 60 sát thương đánh vào một Pokemon ở bên của đối thủ. Dạng tương pháp của em này với ability là không nhận sát thương từ Pokemon V và GX nha. V là bao gồm cả VMAX luôn. Và đòn đánh của em này 90 sát thương và gây 20 sát thương lên hai Pokemon của đối thủ. Sable với mô vị đầu tiên tìm 3 Rapid Strike và thêm lên Ban. Thì deck này thì chỉ có thể tìm Sable thôi chứ không còn gì khác nữa. Rizzo khi tiến hóa em này lên thì bạn có thể tìm một lá trainer và thêm lên tay. Inteleon với ability là mỗi lần bộ lần bạn có thể gây 20 sát thương lên một Pokemon của đối thủ. Dạng này thì khi tiến hóa lên thì bạn được tìm hai lá trainer và thêm lên tay. Anti-Surge lấy một lá năng lượng Exit trong bộ bài thêm lên tay. Evolution Incense lấy một dạng tiến hóa từ bộ bài thêm lên tay. Liverborn lấy một Pokemon dưới 90 máu thêm lên tay từ bộ bài. Ordeal Rerod xào hai Pokemon hai năng lượng Basic từ bộ bài là từ dưới mộ vào bộ bài. Đấy. Chúng ta có thể chọn một trong hai điều kiện hoặc là chọn cả hai. Rikindi chọn một Pokemon basic và tiến hóa thành stage 2 nếu như bạn có Rikindi và stage 2 trên tay. Đấy. Với điều kiện là basic phải có từ sân trong lượt trước nha, chứ mới đặt xuống thì không tiến hóa được đâu. Scoped chúng ta bắt một Pokemon thường và tất cả những thứ như là basic stage 1, stage 2 lên lại tay, còn tun với là năng lượng thì vứt xuống dưới mộ. Tun Scrapper bỏ tun của đối thủ hoặc là của mình đi. Cái sân này thì mỗi lần một lần bạn có thể lấy một dạng tiến hóa thì có từ bộ bài thêm lên tay. Bird Keeper switch một pawn ở bên lên active, sau đó bạn được bốc 3 lá. Border giúp chúng ta bắt một Pokemon Urban của đối thủ để lên active. Money xào bài của hai người chơi, mình bốc 5, đối thủ bốc 4 và những lá mới xào sẽ được đặt dưới cùng của bộ bài. Research bỏ tất cả vào trên tay bốc 7 lá. Cái dù này thì khi ở active ấy, thì những cái hiệu ứng lên ban của đối thủ ấy sẽ bị hủy bỏ nha. Đấy. Ví dụ như là Dragapult thì không thể put đam cao tử lên lên ban được. Và phủ nhận những hiệu ứng lên ban của chúng ta. Telescopic Sight đây là một Pokemon và nó sẽ gây thêm 30 sát thương khi đánh vào ban mà là V và GX nha. Cái tool này thì khi đến được một Pokemon mà nó active ấy, thì active của đối thủ mà có đinh tool sẽ bị vô hiệu hóa. Capture Energy đến một Pokemon, nó sẽ tính là một năng lượng thường. Và khi đến vào ấy, thì chúng ta sẽ được lấy một Pokemon Basic và đặt lên bên. Còn lại là 5 lá năng lượng hệ cỏ thôi. Ok, chúng ta cùng vào Vs là một vài trận đấu để test xem sức mạnh của bộ bài này sẽ như thế nào nha. Đất, chúng ta là đất tiến hóa vì vậy phải đi trước nha. Thua rồi, chúng ta sẽ đi sau mất. Như này thì hơi toang. Đã có sơ bộ rồi, nhưng mà không biết là có dạng put down hay không. Có dạng put down thì hai năng lượng thường là đánh được 70, có thể đánh chúng ta.
mình đang phân vân này, không biết có nên lấy Snorlax hay không. Có Snorlax luôn. Money nhỉ. Hy vọng kiếm được nhiều nhiều basic chút. Cũng như nhau ạ. À. Nhưng thấy vào đó thì mình có Regendi và Decidueye. Bốc 4 lá thôi. Hy vọng không bị đối thủ Money. Để xem đối thủ sẽ làm gì đây. Mình sẽ đối thủ Money hoặc Bot. Ai da, những thứ mình sợ đã xuất hiện. Đối thủ vẫn chưa có dạng tiến hóa. Rồi mới nói xong luôn. Sân đi. Rồi dùng sân lấy dạng tiến hóa. Rồi chúng ta tiến hóa thôi. Rồi scope net để lượt sau có trainer xài. Rồi kết thúc được thôi. Đấy, đánh đi bạn ơi. Ây da, bị bot mất tiêu rồi. Ăn hai quả boss luôn. À không, nhầm. Năng lượng ơi, hoặc là research ơi, cũng tầm tầm. Ây da, không làm được gì thì hết lực đi bạn ơi. Phí khá là nhiều lực mà không làm được gì. Hai việc không sử dụng súng Buster luôn. Bốc một lá này. Gì đây? Capture Energy. Ngon. Ấy nhầm. Mình đâu có lấy em này. Mình muốn lấy... sẽ bồ cơ, nhầm mất tiêu rồi.
Bây giờ có cái telescope size thì khá là ngon. Nhưng cũng chả cần vì mình win rồi. Khó chịu thế nhờ. Rồi, đối thủ tiếp theo nào. Thủ tiếp theo của chúng ta, khi mà chúng ta win đấy, được đi trước rồi. Nhưng mà như này thì hơi toang, cho mình một con basic nữa đi. Ok, được, sao có thể lên được stage 2 luôn này. Quay 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 quay. Bắt đầu retreat phát là đánh mình chết luôn đấy. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Vẫn được ban thôi đúng không? À giờ một Pokemon luôn à. Là chúng ta rồi để lấy Regen đi nha. Chúng ta có scope net hay gì đó. Sau khi reset. Có scope net trong Rizzo thì ngon này. Nói phát như in luôn. Rồi, bây giờ ban hết thôi. Scope này lên. Để đi suy ra. Bắn tía thôi. Thủ đánh được 120 thì cũng không chết mình được. Rồi, mất cái sân luôn. Mình còn cái nữa. Nó thử có dạng vi mắt rồi.
Đạp năng lượng vào bên nè. Ok, mình có bot này. Đánh sao cho đúng ta. Reset thì không được. Thôi Intel Leon put dam. Ủa không có bot. Thôi nhầm nhầm. Em là 100 thì mình put còn 980. Rồi mình bot lên. Và không còn sau đó nữa. Chiến thắng tiếp theo. Ok, trận đấu cuối cùng của chúng ta. Đi trước nha. Hèn thế. Hai đêm mà không có Rolex. Nếu chúng ta bốc hai lá thì sẽ được. Ra gặp bầu của ta. Trời ơi, Rolex đâu? Thì rồi, phải vậy chứ. Bốc hai thôi. Chắc nó thủ không money mình đâu nhỉ. Chúng ta có thể vì ấy da bị mang đi rồi đen vậy ta, cả bất keeper cả scope net để lượt sau xài. Sao phải bán chiến đi chứ. Đối thủ tiếp theo của chúng ta. Win now. Thua mất rồi, vậy là chúng ta sẽ đi sau. Bài cũng ok này. Nhưng mà Brick mất tiêu, không có năng lượng luôn.
Cũng có một đất một price ta. Minjino thì đa số sẽ đi với Malamar. Sukun à, ok này. Mình chỉ việc tiến hóa được em quả là ngon. Và đối thủ không đánh năng lượng nữa thì càng tốt. Ây da, mình chỉ sợ bị bot em cọ lên thôi. Tầm này thì có hai cách chơi, mình có thể đặt thêm một server hoặc là một quả nữa. Như này đi, cái dù nó không cần thiết lắm. Mình chỉ sợ bị bot thôi. Rồi, hết lượt đi. Cũng sợ bị money nữa. Bây giờ hình như âm lượng có hơi nhỏ, để mình tăng lên. Đi với Inteleon à? Đối với Toon Scrapper, thực sự thì cũng không có gì quá quan trọng đối với cái tool kia. Và có lẽ đối thủ đã bridge rồi. Robot chăng? Hay là không có? Không có luôn. Ok, vậy thì trận đấu này mình xin nhá. Nếu đối thủ không money hoặc là bot. Lấy gì ta? Bất keeper đi, sau đó scope net. Không có năng lượng ta. Cái tốc lực đây. Vòng Pokemon không à. Trận này thì nếu đối thủ sử dụng Minchino để đấm mình ấy, thì nó lại là khác. Minchino có thể đấm được. Anh nhầm Shinchino chứ. Minchino thì yếu. Chứ nó đấm là còn đỉnh năng lượng của Ben. Tại vì hiện tại mình cũng chưa có năng lượng, vì vậy mà sẽ phải mất hai tên là mình ăn 80 sát thương. Không làm gì thì có vẻ đối thủ out rồi đấy. Đấy, đối thủ out rồi. Lấy một năng lượng đi. Cái năng lượng khô hiếm có.
Một sơ bộ nha. Mình nói rồi, đối thủ không làm được gì, ngay cái tên quan trọng cần thiết là đối thủ thua thôi. Cũng cả phải Interlong thì sao mà đánh được DC Dwight được. Đối thủ tiếp theo của chúng ta, hy vọng chúng ta win. Ây dạ, thua rồi. Đối thủ là đất gì đây ta? À, Lucifer, Single hoặc là Umbreon. Ok, mình sẽ lấy Sable hoặc là Rowlet. Lấy một Snorlax lát nha. Nếu không có thì lấy Sable. Bất kỳ bờ lên. Một bóc một lá cũng được. Ây da. Các bạn nhớ Đức sẽ đánh bằng Houndoom đấy. Một ba lá thôi. Chúng ta có sơ bồ có thể lấy Scott test nha. Rồi, lúc bắt đầu research. À quên, em gấu này đấm xuyên. Được. Ây dạ. Nhưng mà sẽ hơi tốn năng lượng dành cho đối thủ. Mình nghĩ mình nên bót một em Houndoom lên. Rồi mà mình à, chưa bị bót. Mình thì chưa sợ. Lấy gì ta?
sơ bộ đi nhỉ. Nó sẽ ăn một đấm bay màu. Thế vào đó mình sẽ cố gắng bot luôn em Houndour này. À đối thủ có một nước đi hay đấy. Ây da, Mani mất tiêu rồi. Một đống năng lượng của mình. Cũng được, mình Mani lại. Bây giờ đến năng lượng tiếp luôn. Căng thẳng thế. Nếu đối thủ tiến hóa tiếp ấy, thì mình khá là toan nha. Mình Mani thì cũng bị one hit chết. Đối thủ thì boss là chúng ta. Căng thẳng ta, bị nó đấm xuyên khó chịu thế nhờ. Rồi bạn cứ spam đi. Thank you.
Hay là vẫn còn cái hũ này, nó có thể đấm xuyên mình một phát được. Đã thử hết Umbreon phía mắt rồi. Bây giờ Raikou của mình có thể nó tìm kiếm một năng lượng, còn mình thì cũng tìm kiếm dạng tiến hóa là Inteleon. Có rồi, nó vẫn chưa đánh được. À, bây giờ thì đánh được rồi nè. Ủa? À chưa retreat được. Vậy thì bạn đi. Spam đi lắm vô. À dạ không có bot. Có hai cấp thời energy à. Mang đi thôi. Không còn gì đâu. Đó, bây giờ trận đấu an bài rồi. Đối thủ làm sao win, nói mình nghe. Sợ bao nhiêu lắm vô rồi sao win bạn. Bớt toxic đi nha. Bây giờ mình sợ tao lại cho đối thủ cay này. Chắc bạn không cay đâu. Ok, video review về bộ bài DC Dua kết hợp với Inteleon của mình đến đây là kết thúc rồi. Và các bạn cũng thấy bộ bài này như thế nào? Hãy đừng quên để lại cho mình một comment nhé. Và nhấn like, subscribe, bấm chuông nhận thông báo những video mới nhất mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!